ba việc trọng yếu của người xuất gia, của người tu. Một hôm, Đức Thế Tôn trú tại Vesali, Ngài dạy các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, có ba việc. Này các tỳ kheo, một nông phu cần phải làm trước. Thế nào là ba? Thứ nhất ấy, là người nông phu trước hết phải khéo cày bừa. Rồi cày bừa xong, người ấy gieo hạt đúng thời. Gieo hạt đúng thời xong, người ấy cho nước chảy vào ra đúng thời. Ba việc này, này các tỳ kheo, một người nông phu cần phải làm trước. Đó. Đức Phật gọi các thầy tỳ kheo lại dạy. Phật lấy cái ví dụ của người nông phu để chỉ cho cái người tu hành. Kính thưa đại chúng, Đức Phật thì xuất thân từ cái dòng dõi gọi là gì? Vương Tôn Công Tử, là Thái Tử mà. Thế mà làm sao Đức Phật lại biết cả cái việc của người nông phu, kể cả người chăn trâu cho đến nuôi lợn như thế nào, cái Phật cũng biết hết. Thì chúng ta biết cái trí tuệ Phật là bậc nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí, cho nên không có gì là Phật không biết. Đức Phật tùy nhân duyên, ví dụ để cho chúng ta hiểu mà tu hành. Thì ở đây Đức Phật lấy cái công việc của người nông phu để chỉ cho các thầy tỳ kheo cái việc tu tập mình phải như thế nào. Thì ở đây Đức Phật nói cái người nông phu khi mà chuẩn bị cho cái vụ mùa của mình thì người ta trước hết là phải khéo cày bừa. Đã, đúng không ạ? Các Phật tử ai ở nông thôn thì biết rồi, phải cày bừa cho cái thửa ruộng của mình, cho đất nó màu lên, đã, nó nhuyễn ra. Đã, cày bừa xong rồi phải gieo hạt đúng thời. Đã, cày xong rồi bừa, cày trước, xong rồi cho nước vào, nó ngấm vào các cái luống cày đấy, đất nó rữa ra rồi mới bừa, cho nó nhuyễn cái đất ra, thành như đất bột. Đã, sau khi đất như vậy rồi mới trang cái mặt ruộng cho nó phẳng, rồi bắt đầu mới gieo hạt, gieo mạ. Đấy, gieo mạ rồi thì người ấy phải cho nước chảy vào đúng thời. Gieo mạ rồi còn bón phân, rồi phải cho nước vào, nước vào ra cho đúng thời. Tùy theo cái cây mạ đến đâu mình cho vào, chứ cho nhiều quá nó ngập thì cây mạ nó không chết. Và cho nên đây Phật nói là phải cho nước vào ra cho đúng thời. Ba cái việc này, này các tỳ kheo, một vị nông phu cần phải làm trước. Làm trước để khi có lúa mà trồng. Đã, cây mạ xong rồi mới thành cây lúa. Đã, nói cái điều này thì ai ở nông thôn thì sẽ dành cái việc này lắm. Đã, trước khi để thành cây lúa thì phải là cây mạ. Cây mạ là phải gieo mạ. Đã, thì cái việc này là người nông phu phải làm trước tiên. Để rồi mới có lúa, để trồng lúa, rồi mới ra chỗ đồng, ra cái bông lúa cho mình có gạo, có thóc, có gạo để mình ăn. Đấy. Đấy là cái việc người nông phu nào cũng thế thôi. Người nông phu làm ruộng thì phải biết làm cái này trước. Đấy. Dù là bây giờ không cày bằng trâu, bằng bò thì cày bằng máy cày cũng vẫn phải làm cái việc này trước. Và kỹ nghệ nào thì cũng vẫn phải có đất trước, làm đất trước, rồi gieo mạ, rồi cho nước vào. Cây mạ không thể thiếu nước được. Đó. Thế nên cái việc phải làm đầu tiên. Thế thì Phật đưa cái ví dụ này ra để rồi Phật dẫn dụ các thầy, những người tu hành như thế nào. Ở đây Phật lấy ví dụ, Phật vận dụng ngay vào cái việc tu hành của chúng ta. Phật nói là, cũng vậy, này các thầy tỳ kheo, có ba công việc mà một tỳ kheo cần phải làm trước. Thế nào là ba? Đấy. Chúng ta xem có ba cái việc. Một thầy tỳ kheo, tức là một người thầy xuất gia, phải làm như thế nào? Phải làm gì trước đây? Thì ba cái việc đó là gì? Thứ nhất ý, là phải thọ trì tăng thượng giới học. Thứ nhất là phải thọ trì giới. Ở đây gọi là tăng thượng giới, vì cái giới này giúp cho tâm nó được tăng tiến, được đến cái chỗ cao thượng, cho nên gọi là tăng thượng giới. Thứ hai
là thọ trì tăng thượng tâm. À, thọ trì tăng thượng tâm học, tức là phải làm cho tâm mình nó định, à, cho nó được cái tâm tăng thượng là cái tâm định đó. Thứ ba là thọ trì tăng thượng tuệ học, phải làm sao khai mở được trí tuệ cho mình. Đó, ba công việc này, này các thầy tỳ kheo, một vị tỳ kheo cần phải làm trước. Đó, thì kính thưa đại chúng, một thầy xuất gia, nhiều khi thì cũng có một số các thầy xuất gia rồi, nếu không được giáo dưỡng thì cũng chẳng biết xuất gia làm gì. À, đi tu thì thích đi tu, à, rồi cũng có lý tưởng, nói là đi tu để giác ngộ giải thoát. Nhưng mà làm sao mà giác ngộ giải thoát? Cái quy trình nó phải thế nào? Phải làm thế nào? Cái gì trước, cái gì sau? Đấy, cũng giống như ở ngoài đời chúng ta cũng thế. Để chế tạo ra cái sản phẩm này thì phải từng cái quy trình công đoạn, ban đầu thế nào, đoạn giữa thế nào, đoạn kết thế nào. Như chúng ta mà làm viên gạch cũng thế thôi, phải đào đất, đi chọn đất thì đào đất, phải không? Đào xong rồi nhào cho nó nghiến cái đất ra, đó, rồi mới cho vào máy để ép ra viên gạch. À, ép ra viên gạch rồi xong còn phải phơi, rồi cho vào lò, xếp vào lò, rồi xếp than, xếp củi vào, rồi đốt, và xong rồi mới dỡ ra mới thành được viên gạch. À, sản phẩm của chúng ta là cái viên gạch. Cũng thế, người xuất gia lý tưởng là cầu cái sự giác ngộ giải thoát, ra khỏi luân hồi sinh tử đầy đau khổ này, thì nó phải đi như thế nào, có quy trình như thế nào chứ. Chứ không thì mình đi tu cứ lơ mơ, không biết tu thế nào. Thì ở đây Phật dạy đấy, cái người xuất gia, người tu hành này nè, ở đây không chỉ nói người xuất gia mà kể cả tất cả đệ tử Phật tu hành đều phải đi theo cái quy trình này. Thứ nhất là phải thọ trì giới. Đó, Phật tử tại gia thì thọ trì năm giới, rồi tám giới, bát quan trai giới đấy, và Bồ Tát giới. Thế người đi xuất gia cũng thế, thọ trì 10 giới, 250 giới, vào Bồ Tát giới. Đó. Thế thì đầu tiên là phải thọ giới đã. Đó. Cho nên cái giới là cái bước đầu tiên của tất cả người tu hành, phải thọ trì giới để tu tập, lấy giới luật làm cái nền tảng ban đầu. Đó. Giới của Phật mới phân biệt được việc này là ác, việc này là thiện, việc này nên làm, việc này không nên làm, rất rõ ràng. Đó. Và cái giới của Phật ấy, nó gọi là thuận theo đạo giải thoát. Cho nên thọ giới của Phật là nó hướng chúng ta đến cái sự giải thoát. Đó. Chứ vì có nhiều vị thì bảo giới là thiện, nhưng mà thiện ác gì đến lúc giải thoát cũng phải bỏ. Đúng rồi, khi giải thoát là thiện ác đều bỏ. Nhưng mà con đường tu tập thì phải bỏ ác, hành thiện, thuần thiện rồi mới bỏ thiện được. Và đến lúc ý mới là thiện ác đều bỏ. Chứ mới vào đạo một cái vội vàng mà bây giờ thiện ác đều bỏ, thiện cũng không thèm làm, giới không thèm tu. Bây giờ có nhiều vị đọc những sách cao, cái là vào bây giờ thôi, tu bây giờ là học, bây giờ học cao rồi, thiện ác đều bỏ hết, thiện cũng buông, ác cũng buông. Nhưng mà cái vị này thì buông thiện mà nhiều khi lại nắm ác, chứ không phải là buông ác. Đó. Chúng ta thường là thế đó. Đó. Bảo đi tu thì không chịu đi, bảo ôi giời tu thì làm việc thiện thì cũng thế thôi. Nghe không? Đó. Cho nên cái này ấy, nếu hiểu sai một chút là nguy hiểm lắm. Nghe không? Và đến giải thoát rồi không chấp. À, ăn thịt cũng như là ăn rau, nghe không? Đấy, có nhiều vị nói thế. Đấy, thế thì nguy hiểm lắm, chưa được thế đâu. Mình ăn rau mình vẫn thấy khác, ăn thịt vẫn thấy khác thì chưa được đâu. Đấy, rồi bảo thiện ác cũng đều như nhau cả, là nguy hiểm. Cho nên ở đây Phật dạy ấy, trước hết cái người tu phải thọ trì tăng thượng giới. Thọ trì giới pháp của Phật là cái nền tảng ban đầu. À, ban đầu phải thọ giới đã. Để giới này để đưa cái tâm, cái thân chúng ta và cái tâm chúng ta vào quy củ, vào con đường thiện lành.
giới nó đình chỉ các cái việc ác. Cho nên giới cũng gọi là chỉ ác. Đó. Là phòng phi, là chỉ ác, là phòng ngừa những cái điều tội lỗi và đình chỉ những cái việc xấu ác. Đấy là giới, công năng của giới đó. Đó. Thế cho người tu thì bước vào đường tu cái là phải thọ giới, phát tâm thọ giới. Thọ giới bắt đầu mới làm vào tu. Nghe không? Đó. Ví dụ Phật tử tại gia đi thọ năm giới, à là biết rồi, bắt đầu phải giữ gìn rồi. Đó, phải giữ gìn rồi. Để mình có cái phẩm chất, cái tư cách của người đệ tử Phật ở tại gia. Thế người xuất gia cũng thế, phải thọ giới của Phật thì mình mới có phẩm chất của người xuất gia. Chứ không thọ giới, không có cái đức của người xuất gia thì làm sao gọi là người xuất gia được? À, không gọi người xuất gia được. Cho nên đầu tiên ấy, vào con đường tu tập là lãnh thọ giới pháp. Như người nông dân để có cái vụ mùa này, đầu tiên phải cày bừa, làm đất cho nó sạch sẽ, cho nó nhuyễn đi để có cái ruộng để mà gieo mạ. Thì giới là cái thửa ruộng đầu tiên đó. Chúng ta phải thực hành, phải lãnh thọ giới. Và kính thưa đại chúng, khi còn là Phật tử thì các Phật tử rất quý trọng giới, khao khát được thọ giới, nghe không? Cái tâm đó, đó. Thọ giới rất là quý. Khi xưa quý Thầy lúc chưa đi tu cũng thế, nghe thấy giới pháp Phật là rất là quý, thích lắm. Rồi cũng mày mò đi tìm sách giới luật của Phật để đọc, để xem giới luật Phật là thế nào. Đọc vào thì mình thấy toàn những điều đạo đức rất là hay. À, ví dụ cái giới thứ nhất là của người xuất gia là Phật cấm không được sát sinh. Một sư bác, một sa di là phải thế, không được sát sinh. Vì lòng từ bi, vì bình đẳng mạng sống, vì thương yêu, đã, mà không được sát sinh. À, không sát sinh. Mình thấy nó là đạo đức, thấy là quý, cho nên mình rất muốn thực hiện. Đã. Rồi không trộm cắp, đã, không dâm dục. Đó, đấy là những cái giới của người xuất gia, rất căn bản. Thì mình thấy nó khó nhưng mà mình khao khát vì mình thấy nó là một cái gì đấy, nó rất đạo đức, nó rất là toàn thiện, nó thiện thật sự, mà nó trong sạch. Nhà, ở trong đời chúng ta lăn lộn, mình thấy tâm mình nó ô nhiễm quá, nhiều cái xấu, thấy tâm mình nó bẩn, nó đen đúa. Bây giờ được gặp giới pháp của Phật như là gặp được Ngọc Châu, à, như là gặp được nước gọi là tịnh thủy, trong sạch. Cho nên mình rất quý, rất khao khát. Đấy. Cho nên giới pháp của Phật cũng thế, cũng gọi là Minh Châu, là tịnh thủy, à, là như vậy đó. Nó như là cái bầu không khí rất là trong sạch, tinh khiết cho chúng ta vậy. Đó. Cho nên ấy, người Phật tử hay người xuất gia cũng thế, quý trọng giới, xin lãnh thọ giới, vào cái tâm khao khát thiết tha như vậy thì đắc được cái giới, đắc được giới thể, nghe không? Đắc giới thể và phải như vậy. Như người nông phu đó, cái bước ban đầu mà làm ruộng không kỹ, không cày xới cho nó kỹ, làm đất cho tốt thì mạ không thể nào nó tốt được, và sau đó nó rất là vất vả cho cái việc về sau. Đó, nếu ngay từ đầu mà chúng ta thực hành giới cho tốt, giữ gìn giới cho tốt, nghiêm cẩn, thì sau đó tất cả mọi cái nó theo cái triển ấy mà nó tiến triển lên. Nghe không? Giới luật của Phật công đức rất là lớn. Đấy, trước quý Thầy đã kể câu chuyện đấy. Có cái vùng này có cái con rồng nó rất là ác. Con rồng độc rất ác, nó làm cho cả dân ấy rất là vất vả. Thì hôm ấy dân là mới thỉnh các vị A-la-hán đến để xin được là đuổi con rồng đi. Đấy, thế thì đến 500 vị A-la-hán đến mà đuổi nó không đi, kể cả dùng thần thông, thần lực đuổi nó không chịu đi. Thế nhưng sau đó thì có một thầy tỳ kheo đến, thì thầy đến, thầy chỉ búng tay một cái, thầy bảo, này rồng, ngươi hãy đi khỏi chỗ này đi. Thế rồi mà con rồng tự nhiên nó đi. Thế thì 500 thầy La Hán đến hỏi cái vị thầy tỳ kheo, bảo xong, ông hay thế, chúng tôi mà dùng thần thông đuổi nó không thèm đi, mà ông chỉ nói một câu nó đi. Thế thì thầy tỳ kheo này bảo rằng là tôi ấy, từ lúc cư sĩ tại gia thọ giới của Phật cho đến lúc xuất gia, giới của tôi giữ gìn rất tinh nghiêm, không một mảy may sai xuất, sơ xuất không có.
kính trọng từ giới lớn cho đến cái giới nhỏ nhất. Đấy, do cái năng lực giữ giới, cung kính giới như vậy cho nên nó có được cái oai lực như vậy. Đấy, thưa đại chúng, đấy, giới của Phật như vậy đấy. Cho nên Phật tử tại gia đấy mà thọ năm giới, mà cung kính giới, giữ gìn thì giới thần người ta hộ trì mình, mình cũng không sợ. À, chỉ sợ nhất là mình không giữ giới thôi, mình buông thả, phạm giới, phá giới lung tung thì chứ giới thần người ta cũng không hộ trì mình được. Đó. Mà mình kính trọng giới, quý Phật tử niệm giới thôi, tụng giới và niệm giới cũng được, được sự bảo hộ, được sự gia trì. À, ta đi trên xe mà lo sợ xe làm sao, ta tụng giới lên. Một, rằng con đã nguyện thọ giới không sát sinh, vào con nguyện giữ giới không sát sinh. Hai là con không ăn trộm ăn cắp. Đó, mình tụng cái giới điều mình đã lãnh thọ lên. Là tự nhiên là chư giới thần ta đến ta cũng hộ trì cho mình. Đó. Đấy. Cho nên giới luật của Phật rất là quý. Không có một pháp môn tu nào của Phật mà bỏ qua giới luật hết. Đều phải đi từ cái bước đầu là giới luật. Đó, chúng ta nhớ như vậy. Y như người nông phu muốn có được vụ mùa thu hoạch, bắt buộc phải cày ruộng, phải làm ruộng. Đó, cho nên Thầy rất mong là qua cái chỗ này là các Phật tử chúng ta thế. Mà đây thì đặc biệt là chúng, quý Thầy, quý cô xuất gia, phải nhớ học giới và thực hành giới. Nghe không? Tôn kính giới, thực hành giới. Cái đấy là cái đầu tiên đó. Mà cho nên nhà Phật nói là giới luật mà còn đó, thì Phật Pháp còn. Giới luật là mạng mạch của Phật Pháp. Nghe không? Giới luật không còn thì Phật Pháp cũng tàn lụi, không còn cái gì cả. Giống như nhà nước chúng ta mà không có luật lệ gì nữa thì loạn, nước sẽ loạn. Đó, cho nên giới luật, dân chúng thực hành pháp luật, người xuất gia thực hành giới luật của Phật thì Phật Pháp hưng thịnh, dân thực hành pháp luật thì đất nước vững mạnh. Không còn tôn trọng luật lệ gì nữa thì hỏng hết rồi. Đó. Cho nên cái việc này rất quan trọng. Người xuất gia nào cũng thế, tâm đầu tiên phải hăm hở, phải quý kính giới và muốn thực hành giới. Tôn kính giới đó, thực hành giới. Nghĩ đến giới, lỡ mình phạm một chút, mình làm nó hoen ố một chút là mình phải ăn năn, hổ thẹn, thành tâm sám hối để tẩy rửa cái vết nhơ. Cho nhà Phật gọi là giới bẩn, giới nhơ bẩn này, giới rách, giới lủng. Đó. À, có những cái gọi cái danh từ giới thế. Cái giới nó giống như cái áo mình mặc này này. Mình để nó bẩn, tức là không được đẹp rồi. Hay là mình để nó rách, hay rồi mình để nó thủng, loang lổ ra, thì đâu còn là cái áo đẹp, áo lành nữa. Đó. Cho nên, người xuất gia thế, học về giới, lãnh thọ giới và chỉ giới. Đấy, giữ gìn giới là cái bước đầu tiên. Cái bước đầu tiên đấy là để nó cày xới cái mảnh đất tâm của mình đấy. Đó. Cái giới nó là đắp bờ, be bờ cho cái mảnh đất tâm mình, không để cho những cái nước công đức nó dò dỉ đi mất. Không giữ giới thì nước công đức dò dỉ đi mất hết. Nghe không? Giống như thửa ruộng chúng ta mà bón phân rồi mà bờ không be vào thì nước nó chảy đi hết, nước phân chảy đi hết, bạc hết màu, không còn gì màu mỡ nữa. Người xuất gia không trì giới thì không có phước đức bao nhiêu. À, bạc màu, gọi là cái ruộng phước bạc màu. Đó. Cho nên chúng ta phải nhớ quy kính giới, đầu tiên phải thực hành giới đức, vô cùng quan trọng. Người tu phải thế, Phật tử tại gia cũng thế, mà người xuất gia càng phải quy kính giới hơn. Thì bổn phận, trọng trách của người xuất gia rất là nặng. Đó. Nhờ giữ giới mà Phật Pháp được xương minh, được trường tồn. Đó. Đấy, cho nên ở đây, thì đầu tiên người tu Phật dạy phải thọ trì tăng thượng giới học. Nghe không? Tăng thượng giới học. Thọ trì giới này không phải để cho mình được trở thành thầy nọ, thầy kia, ông nọ, ông kia, thượng tọa đại đức gì cả. Không phải mục đích như vậy. Mà thọ trì giới để nghiêm thân tiến đạo. Và có thêm giới để tự mình trang nghiêm cái thân mình hơn. Tự mình gìn giữ cái tâm mình cho nó chính đáng hơn. Đấy. À, Phật tử tại gia có năm giới. Wow, năm giới. Thì cái sự
cái sự phóng túng của mình, buông lung mình nó vẫn còn nhiều. Đi xuất gia làm một sư bác phải thọ 10 giới là khép lại nữa rồi. Có bảo đấy, giới của Phật tử tại gia khác với người xuất gia. Đó, người xuất gia. Ví dụ giới của Phật tử tại gia, cái giới thứ nhất ý, thì chủ yếu là không giết người. Nhưng người xuất gia là cấm hẳn việc sát sinh. Từ con vật nhỏ không sát sinh. À, Phật tử tại gia thì cái giới thứ ba là cấm ngoại tình, cấm tà dâm. Nhưng người xuất gia là cấm hẳn việc dâm dục, không làm việc dâm dục, ly dục. Đấy, nghe không? Nó khó hơn. Khó hơn nó, một cái cấp độ khó hơn đấy. Đấy. Nó khó hơn rồi, nó siết vào. Thế rồi đến khi mà thọ cụ túc giới, tỳ kheo giới thì nó lại còn nhiều cái giới điều lên nữa, 250 giới. Chứ đâu phải ít đâu. Rất là khó. Phải học từng tí một đó. Đấy. Trong giới luật của Phật rất là kỹ. Phạm tội mức gì, nó có từng điều, từng khoản một đó. Y như luật của nhà nước mình đó, pháp luật đó, rất là kỹ cả. Mình nói mà sơ suất, chưa phải nặng thì gọi là cái tội ác thuyết, miệng nói lời ác. Thế mình làm một cái hành vi mà nó mắc cái lỗi nhỏ gọi là ác tác. Nó có cái tù, cái tội của nó, từng phần một. Thế thì kính thưa đại chúng, nhờ giới đó đó, thì chúng ta mới tiến đạo nghiêm thân. Đã, bắt đầu thực tập giới là bắt đầu trang nghiêm cái thân mình. Cho nên Phật dạy cũng giới cũng là tràng châu, anh lạc để trang nghiêm pháp thân. Đã. Tu tập pháp môn nào cũng thế, tu thiền, tu tịnh cũng thế, đều phải chỉ giới. Ai mà tham thiền, muốn minh tâm kiến tính, mà không chỉ giới, không thể kiến tính minh tâm. Đã. Trong kinh Niết Bàn Phật dạy đấy, ai cũng có Phật tính, tất cả chúng sinh ai ai cũng có Phật tính ở tâm, nhưng đều phải nhờ công đức từ việc chỉ giới, rồi sau mới thấy được Phật tính. Nhưng không chỉ giới, không thấy được Phật tính. Chúng ta có nói gì chỉ là nói lý thuyết thôi, phải thực hành thật sự. Nghe không? Nói lý thuyết, Phật tính ai cũng có thế này, thế này. Nhưng mà để thấy được Phật tính này phải chỉ giới, làm căn bản đầu tiên mới được. Đã. Không chỉ giới, không thanh lọc cái tâm này, không thể nào mà thấy được Phật tính. Đó, thưa đại chúng. Đấy là cái bước đầu tiên đó, và cũng là cái nền móng căn bản của người tu hành, kể cả người tại gia lẫn người xuất gia, đều phải lấy cái này đầu tiên. Sau khi mà lãnh thọ giới pháp và hành trì giới pháp rồi, tiếp theo, cái bước tiếp theo là người tu phải làm sao? Thọ trì tăng thượng tâm học, tức là phải tu học các pháp môn thiền định, định tâm. Đã, học định, đã, học phép định tâm. Thế thì có rất nhiều, có thể nói thế này, tất cả các pháp môn tu của Đạo Phật đều dẫn đến định cả, đều để dẫn đến cái thiền định này, cái định này. Pháp môn nào cũng thế. Thiền thì đương nhiên chúng ta biết gọi là thiền định rồi. Định thì cũng phải gì? Đi đến định. Mật thì cũng phải đi đến định. Không thể nào bỏ cái định này được. Tại sao Thầy nói thế? Tịnh độ làm sao? Chúng ta niệm Phật, tụng kinh làm sao phải đến? Nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là định. Là định đấy. Là tâm định đấy. Và thế còn thiền, thiền thì nó rất nhiều phương pháp thiền. Vào. Minh sát tuệ tứ niệm xứ, an ban thủ ý, rất là nhiều. Vào. Cho đến tham thiền. Tất cả những cái này cũng cuối cùng để đến định được cái tâm. Đại chúng nhớ là không một pháp môn nào mà qua cái định này cả. Cái nào cũng phải đến cái định này. Đó. Nhớ nha. Đấy, cho nên là không có phân biệt là thiền hay là tịnh hay là mật hay là luật hay gì, tất cả đều cuối cùng để đi được cái định tâm này. Giữ giới cũng thế, giới luật anh giữ được tốt, tâm anh được thanh tịnh thì nó sinh ra khinh an, khinh an anh mới định tâm được. Còn khi anh phạm giới, phá giới, tâm anh bất an, cái năng lượng của tâm nó rất là không ổn định, cho nên tâm anh không định được, rất khó định. Nếu anh không sám hối chân thành
anh không tu tập tăng tiến, anh không thể định tâm được. Nha. Cho nên giới để làm gì? Để mà định tâm. Đấy. Giới để định tâm. Đó. Tất cả trong các pháp môn nào cũng thế, đều đi qua cái chữ định này cả. Đấy, chúng nhớ. Thì chúng ta không phân biệt tông môn, pháp phái gì cả. Đều phải đi đến cái định này. Cho nên trong bát chính đạo, cái chính đạo cuối cùng đó là gì? Là chính định. Đều phải đi đến chính định. Chính định. Nha. Thì đây là cái bước tiếp theo. Tiếp theo. À, người xuất gia, người tại gia tu học Phật, muốn đi đến cái sự giác ngộ giải thoát, đều phải đi con đường này. Nha. Ừ. Hay con đường này. Không có con đường khác đâu. Đó. Tu pháp môn nào cũng thế, để định tâm. Định tâm vào. Đó. Khi tâm mà mình rối loạn, thì làm sao mà có thể sáng tỏ được. Nhưng cái ngọn lửa này này, nó đổ lung tung như thế, gió thổi lung tung, không thể nào nó sáng được. Các bạn, mà nó còn tắt nữa. Cho nên khi mà nó định, ấy, nó đứng yên thì nó tỏa sáng. Đấy, chúng ta thấy cái lý của nó rất là rõ. Cho người đệ tử Phật học phải thấy rõ cái điều đó. Nên Tổ Huệ Khả khi đến chỗ Tổ Đạt Ma, vào không hỏi gì khác, chỉ xin Tổ Đạt Ma dạy cho con cái phép an tâm, định tâm đó. An tâm tức là định tâm, an định. Bao nhiêu chuyện, cái tâm mình nó nhốn nháo, nó đủ thứ chuyện. Bây giờ chỉ xin Ngài cho con cái pháp để con an tâm, định tâm thôi. Đấy là mấu chốt đó. Nghe không? Ừ. Mà nhà Phật mình cũng dạy, Phật cũng dạy đấy. Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, tức là để tâm nó được an thì mọi việc nó tốt. Mọi việc được thành tựu. Đấy. Cho nên quý Phật tử nhớ, cái việc này đối với người tu lại càng, người xuất gia lại càng quan trọng. Đấy. Học giới xong rồi, thực hành giới, rồi tiếp tục thực hành các phép thiền định, tu tập. Niệm Phật cũng đang là tu thiền định đấy, chứ không có gì lạ đâu. Ừ. Cho nên niệm Phật mà tâm tán loạn, không nhiếp được tâm thì chẳng có ích gì cả. Nè. Nghe không? Nè. Niệm Phật để cho đi đến nhất tâm bất loạn mới được. À, mới được. Đó, thế đấy là cái bước thứ hai. Giống như người nông phu phải gieo hạt. Nghe không? Gieo hạt. Cày bừa ruộng có mặt ruộng tốt rồi, bây giờ phải gieo hạt. Gieo hạt giống. Chúng ta bây giờ trồng cái hạt giống định tâm vào. Nghe không? Gieo đó. Rồi, tiếp theo là phải thọ trì tăng thượng tuệ học. Nghe không? Chúng ta tu tập thiền định, tu tập các pháp môn để định tâm, rồi tiếp sau đó là phải về khai mở trí tuệ. Thì cái chỗ trí tuệ chỗ này á, thì trong khi mà mình chưa thành tựu được chính định, chưa thể khai mở được cái tuệ giác vô sư của mình, thì mình phải học pháp của Phật, nương theo giáo pháp của Phật. Giáo pháp của Phật cũng là nguồn tuệ giác giúp cho mình. Cái trí này tuy nhiên vẫn còn gọi là hữu sư trí, nhưng mà nhờ hữu sư trí này này, nó giúp cho mình khai mở được cái trí tuệ kia. Nghe không? Và cũng nhờ hữu sư trí này mà mình mới có thể an định được cái tâm mình. Đó. Cho nên ấy, cái tuệ học này này ấy, rất quan trọng. Mà cái mục đích cuối cùng của chúng ta là đạt được cái tuệ vô sư trí này này. Cái tuệ bát nhã này nó mới cắt đứt tất cả các khổ đau phiền não. Cho nên giới, định và tuệ gọi là cái kiềng có ba chân. Không thể thiếu được một cái chân nào. Chúng ta muốn đạt được cái sự giải thoát phải đủ ba cái chân này. Nghe không? Ừ. Thiếu cái nào là đổ ngay. Cái kiềng ba chân mà thiếu một chân là đổ ngay, là hỏng. Không thể thiếu. Nhá. Giới định tuệ gọi là tam vô lậu học, là con đường duy nhất chung cho tất cả các pháp môn tu tập để đi đến sự giác ngộ giải thoát. Nghe không? Không thể thiếu. Nhà Phật mình gọi duy tuệ thị nghiệp là cái chỗ này đó. Thì chúng ta nhớ,
như người nông phu vậy đó. Sau khi mà gieo mạ rồi thì phải biết cho nước vào ra cho đúng thời để cho cây mạ nó trưởng thành. Cái nước vào ra này giống như là cái việc chúng ta đi học pháp đây này, bằng thọ pháp. Đấy, thọ pháp này mà từ cái pháp này mà chúng ta được tăng trưởng trí tuệ. Tuy rằng trí tuệ này chưa phải là vô sư trí, là chân trí, nhưng nó cũng trợ duyên vô cùng lớn cho chúng ta để khai mở cái trí tuệ chân thật của chúng ta. Nghe không? Không phải, chứ đừng nói là xem thường cái việc học pháp. Không học pháp không có chánh trí được, không thể có chánh trí kiến được. Không có chánh trí kiến thì không thể biết thế nào đúng sai mà tu tập. Nghe không? Đó. Cho nên cái việc học pháp rất quan trọng nữa. Đó. Cũng có nhiều người nghe pháp mà họ giác ngộ. Đó. Ngày xưa rất nhiều vị đệ tử Phật chỉ đến nghe Phật thuyết một thời pháp, họ liền chứng quả giác ngộ. Đó. Nghe không? Các cái vị, những cái vị này là phiền não của họ nó mỏng lắm rồi. Đức Phật chỉ một thời pháp thôi là nó gợt hết cái lớp bùn phiền não, là thấy rõ chân tánh, giác ngộ. Yeah. Chúng ta bây giờ thì cái bùn phiền não nó dày, phải không? Gọt hết ngày này, tháng nọ mà nó cũng chưa được bao nhiêu. Nhưng mà cũng không phải vì thế mà không gọt. Mỗi lần đi chùa nghe pháp này nó cũng gọt đi được một ít, bớt đi phiền não. Thầy tin là có nhiều Phật tử trước khi đi đến pháp hội hôm nay chẳng hạn, là ở nhà cũng đầy phiền não. Nhưng rồi vào nghe pháp xong có thể nó nhẹ đi rất nhiều. Nghe không? Nó gợt đi một tí. Đó, cho nên nghe pháp Phật nó có cái giá trị. Nghe pháp Phật được tăng trưởng trí tuệ. Nghe không? Đấy, chứ không phải là vô ích, rất là cần thiết. Nghe không? Chứ không phải là nói giờ tu rồi không cần nghe pháp gì cả. Có nhiều vị bảo tôi chỉ niệm Phật thì chả nghe pháp gì cả, không học hành gì cả. Nhưng chả biết niệm Phật để làm gì, rồi cái nghi nó cứ luẩn quẩn trong đầu đó, không giải quyết được. Cho nên mà như thế thì niệm Phật không thể nào nó nhất tâm được. Mà nhờ nghe pháp, hiểu pháp mà niệm Phật nó nhất tâm. Cho nên pháp Phật ấy có tác dụng, nó đốn ngã tất cả những cái nghi ngờ, chướng ngại, những các cái chướng ngại cho mình rất nhiều. Và khi mà những cái chướng ngại đấy nó được đốn chặt đi rồi thì tâm mình nó rất dễ được nhất tâm. À, nghe không? Đấy, cho nên cái chỗ này là tuệ học, là chỗ này đấy. À, phải học tuệ. Cho nước vào trong ruộng để tưới tẩm cho cái hạt giống nó nảy mầm, nó lên cây. Hạt giống trí tuệ của mình nó được nảy nở. Nghe không? Mà đủ hạt giống trí tuệ này nó đủ sức rồi thì sao? Nó chọc thủng vô minh và chúng ta giác ngộ chân tính. Đó, giác ngộ chân tính. Cho nên nói gì thì nói, liệt vị tổ sư từ ngàn xưa, không có cụ nào, không có ngài nào là rất ít thôi, là không có học rộng, trí tuệ rất uyên thâm. Trừ có cụ Lục Tổ, Huệ Năng, không được học, không học mà giác ngộ đạo. Thì cụ người ta gọi là cổ Phật xuất thế, nghe không? Cổ Phật xuất thế, hay là Bồ Tát tái lai. Đấy. Chứ còn thì các tổ sư thì đều là học rất là sâu, rất là rộng, kinh điển thông suốt hết cả. Nhờ như thế mà các ngài dễ tỏ ngộ. Cái người học như thế, các cái phiền não nó cũng được mòn mỏng đi rất nhiều. Rất nhiều rồi. Nó bớt những cái chấp trước rồi. Rồi người ta nhờ học pháp thế, người ta tu tập nó chuyển hóa cái nghiệp chướng của người ta. Nghe không? Thế cho nên hôm nay thì Phật nói cái bài kinh này để cho tất cả những người tu hành và đặc biệt là những người xuất gia phải nhớ cái trách nhiệm của mình. Mình muốn gặt được cái quả giác ngộ giải thoát, giống như người nông phu muốn có được hạt thóc của cái vụ mùa này thì phải làm những việc như thế. Trước hết phải cày bừa. Ở đây chúng ta lấy giới luật vào, be bờ giới luật, đắp bờ giới luật vào, phải thực hành nó. Thứ hai, phải gieo hạt giống, cũng giống như chúng ta đó, phải tu tập thực sự công phu vào gieo cái hạt giống thiền định vào trong tâm, thực tập định. Có những người cả đời chẳng bao giờ nghe đến cái chữ định cả, nghe không biết định là gì cả. Nên chúng ta phải thực tập các cái phép định tâm, chính pháp và chính định của Phật pháp. Đó, có rất nhiều phương pháp, nhiều phương pháp lắm đó, chứ không phải là ít đâu. Cho nên khi chúng ta hiểu pháp rồi thì dùng nó rất là cơ động,
không phải là hoàn toàn cứng nhắc, không phải cứng nhắc, đấy, không phải cứng nhắc. Đấy. Có định tâm được thì chúng ta mới có thể sáng tỏ tâm được. Đó. Thứ ba là chúng ta phải học pháp Phật để diệt trừ chấp trước, diệt trừ nghi ngờ, diệt trừ những cái u mê ám chướng của mình. Đó. Nhờ pháp Phật ấy, rồi sau đó mình mới có thể kiến tính minh tâm. Đó, kiến tính minh tâm. Cái này là việc rất cần thiết, không thể bỏ. Cho nên giới định tuệ là gọi là môn học không thể bỏ của tất cả người tu Phật. Ai cũng phải đi qua cái con đường này, giới định tuệ. Nha. Cho nên nói giới, nói định tuệ là Phật tử phải thuộc lòng. Và đấy gọi là ba môn học vô lậu, gọi là tam vô lậu học. Ba môn học để thành tựu được sự vô lậu, sự giải thoát, bắt buộc phải tu giới định tuệ, không thể khác. Nghe không? Không thể khác được. Đấy. Thì người xuất gia cũng thế, người xuất gia cũng thế, rất là phải đặt nặng cái việc này. Nếu mình tự kiểm giới luật của mình còn khiếm khuyết đâu, mình phải bồi vào, phải sửa chữa cho nó được, cho nó được lành lặn. Đó. Giới yếu, giới kém, giới sút, giới rách, giới lủng, phải bồi vào. Đó. Bồi bằng cách sám hối, phát nguyện tu tập cho thanh tịnh giới trở lại. Đó. Các pháp định tâm mình phải học, phải học và phải ứng dụng. Tất nhiên Thầy nói định tâm đâu phải dễ đâu, thưa đại chúng. Đấy, ở đây có những Phật tử ngồi thiền chẳng hạn, ngồi mà tâm nó cứ nghĩ lăng xăng, muốn đứng yên mà nó không đứng. Hay bảo muốn niệm Phật để cho nó nhất tâm mà niệm một lúc rồi đang từ niệm công niệm Phật, có từ niệm A Di Đà một lúc lại nhảy sang Quan Âm chẳng hạn, ví dụ thế, hay lại nhảy sang cụ Địa Tạng hay cụ nó kia. Thế tức là cái tâm mình nó cũng còn lang thang. Mà đấy là nhảy từ Phật này sang Phật kia thì còn tốt, mà nó nhảy ra ngoài chợ cái răm chẳng hạn đấy, chẳng hạn. Thế nó mệt đấy. Đấy, thì chúng ta mới biết là điều phục cái tâm rất khó. Đấy, nó khó cái chỗ này đó. Thế nhưng nếu mà chúng ta ứng dụng giới luật cho tốt đi, nhờ giới luật nó điều cái thân, từ thân điều rồi nó giúp cho tâm mình nó dễ uốn nắn. Cho nên Phật chế từng bước một rất hay. Cho nên ai chăm chỉ thực hành giới luật thật tốt từ đầu đi. Thực hành giới khó. Như các thầy xuất gia thì không những giới điều mà nó còn có các cái bài luật, thì tỳ ni chẳng hạn, là để sử dụng từng tí một. Nghe không? Từng tí một, từng tí một. Từ đó nó điều, từ thân nó điều vào trong tâm. Thân được uốn nắn thì tâm bắt đầu nó cũng được uốn nắn. Cho nên nếu mà ứng dụng khít khao thì cái tâm nó được dễ điều hòa. Sau này mình dễ nhiếp tâm, dễ định tâm. Đó. Cho nên người tu mà xem thường giới luật oai nghi thì sau này nhiếp tâm rất khó. Đó. Cho nên nhất là những người mới xuất gia, sơ tâm xuất gia đấy, thì phải ứng dụng ngay. Lúc ấy tâm mình nó còn đang rất là nhiệt huyết, nó đang mạnh. À, cho người ta gọi là sơ tâm xuất gia thành Phật hữu dư là thế đấy. À, người mới xuất gia giữ được cái tâm ấy thì thành Phật rất nhanh, dư sức thành Phật. Nhưng mà xuất gia năm 1, năm 2, năm 3 rồi thì cái tâm nó chạy đâu mất rồi. Nghe? Cho nên người ta nói là năm thứ nhất thì thứ nhất niên Phật gì? Tại tiền. Năm thứ nhất thấy Phật ngay trước mặt rồi. Nhị niên Phật gì? Giá hiên. Tam niên Phật thăng thiên. Đấy, đến năm thứ ba không thấy Phật đâu nữa. Lúc ấy là không thấy nói chuyện tu hành, toàn nói chuyện chơi bời, chuyện này chuyện nọ thôi. Đó, cái nó như vậy đó. Mới xuất gia năm đầu thì hăng say tu tập, đến năm thứ hai bắt đầu bê trễ, năm thứ ba bỏ bê, không tu tập nữa. Cái tệ đó. Tất nhiên cái đó mình không trách gì, đấy là cái quy luật của tâm. Nếu mình không nhận thức được nó, cái phàm tâm nó sẽ thế. Nên mình nhận thức được, mình phải chuyển nó. Chuyển nó. Chuyển nó. Thế cho nên các cụ nói là sơ tâm mà xuất ra đấy, thành Phật hữu dư. Giữ được cái tâm ban đầu gọi là sơ tâm, cái tâm ban đầu thì thành Phật rất là nhanh, không khó. Nhưng mà vì cái tâm ban đầu ấy lâu ngày chảy tháng nó mai một đi, cuối cùng nó mất hết. Rồi có khi còn thối tâm nữa. Nghe không? Thối tâm. À, thối tâm. Đó. Thì kính thưa đại chúng,
người tu chúng ta nhớ lời Phật dạy, con đường đi của chúng ta là con đường giới định tuệ, không thể bỏ được. Pháp môn nào cũng phải đi con đường này, nghe không? Pháp môn nào cũng phải đi con đường giới định tuệ, nhớ nhé. Cho nên Phật tử về nhà thực tập giới, ứng dụng giới luật Phật đã để tu hành, uốn nắn cái thân và cái tâm mình nhờ giới luật, phải không? Đồng thời tiếp tục chúng ta tu định như là thiền định, niệm Phật để định tâm, nhất tâm, nghe không? Đó, với chùa mình là thiền định, thiền tịnh song tu đó. Cho nên hai cái này tuy nói như thế nhưng Thầy không thấy nó khác nhau gì cả, không khác nhau chút nào, không có phải phân biệt hay là phải gì cả, nghe không? Khéo ứng dụng là đều được hết, ứng dụng đều được hết. Cái nào cũng để cốt đi vào được, được nhất tâm, được định tâm thôi. Đó, đó. Khéo ứng dụng. Và thứ ba là huệ học, là học Pháp. Phải học Pháp để sáng tỏ tâm tính, trừ diệt, nghi ngờ, phiền não. Phải học Pháp. Nhờ Pháp Phật mà mình sáng tâm dần, sáng tâm dần. Và các cái nghi ngờ, các cái triền cái nó được tiêu trừ. Và tâm mình nó rất, nếu khi mà đã sáng tâm thì điều phục nó rất nhanh. Đó. Rất nhanh. Đó. Thì con đường này là con đường tất cả hành giả đệ tử Phật đều phải đi. Và các bước đi là như vậy. Đó. Thì mong là đại chúng nhớ để thực tập tu hành. Chúng ta sang cái bài pháp thứ hai. Bài này có tựa đề là xuất gia việc khó làm. Xuất gia việc khó làm. Một hôm, tôn giả Sariputta, tức là tôn giả Xá Lợi Phất, trú ở Magadha, làng Nalaka, rồi có du sĩ Jambukhadaka đi đến. Sau khi chào đón, hỏi thăm và nói với tôn giả Sariputta, tôn giả Sariputta tức là ông Xá Lợi Phất đấy. Đây Thầy đọc nguyên văn, cái chữ phạn dịch ra tiếng Anh. Nghe? Tôn giả Xá Lợi Phất là đệ tử trí tuệ bậc nhất của Phật. Đã, bậc nhất của Phật. Và nhiều khi là Phật giao cho tôn giả thay Phật để thuyết pháp. Thuyết pháp. Cho nên những lời của tôn giả Xá Lợi Phất này, khi mà thuyết ra rồi và được Phật ấn chứng rồi thì cũng là kinh Phật luôn, không khác. Thì tôn giả Xá Lợi Phất gặp một cái vị du sĩ ở ngoại đạo. Ông này tên là Jambukhadaka. Thì ông đến, ông ấy chào rồi ông hỏi Xá Lợi Phất thế này: Này hiền giả Sariputta, trong pháp luật này cái gì là khó làm? Đó. À, ông hỏi ngài là trong pháp luật của Phật đấy, của ngài đó, của người xuất gia đấy, cái gì là khó làm? Đó. Thế thì Xá Lợi Phất đáp rằng: Xuất gia này ông hiền giả là điều khó làm trong pháp luật này. Đấy, xuất gia được là điều khó làm đấy. Nghe không? Đấy. Ở trong cuộc đời này mà đi xuất gia được là việc khó làm. Rồi, ông ấy này hỏi tiếp, ông du sĩ ông này hỏi tiếp: Thế đối với người xuất gia, đã xuất gia, thì này hiền giả Sariputta, cái gì là khó làm? Xuất gia rồi thì cái gì là khó làm? Thế thì Xá Lợi Phất trả lời, Sariputta trả lời: Đối với người đã xuất gia, này hiền giả, hoan hỷ là điều khó làm. Xuất gia rồi mà hoan hỷ tu hành, hoan hỷ ở trong đạo là khó đấy. Nghe không? Ông hỏi tiếp: Này hiền giả Sariputta, đối với người đã hoan hỷ thì cái gì lại là cái khó làm nữa? À, ông hỏi đến cùng. Thế thì Sariputta trả lời: Này hiền giả, đối với người đã hoan hỷ, điều khó làm là sự thực hành đúng pháp và tùy pháp. Đó. Thế thì ông lại hỏi tiếp: Thế này Sariputta, thế có lâu không? Một người mà đã thực hành đúng pháp và tùy pháp thì có thể thành được vị A-la-hán, có lâu không? Thế thì Xá Lợi Phất đáp là cũng không lâu. Đó, không lâu. Đấy. Thế thì ở đây cái bài kinh này để cho chúng ta thấy cái việc của người xuất gia, người tu. Như cái bài trước thì chúng ta nói rồi, phải tu hành giới định tuệ. Ở đây chúng ta lại nhìn một cái góc độ ngài Xá Lợi Phất trả lời một cái vị du sĩ thế nào. Ông du sĩ này ông hỏi là: Này ngài Xá Lợi Phất ý,
trong pháp luật này cái gì là cái việc khó làm? Đó, thì Sa Lợi Phất đáp rằng xuất gia là việc khó làm. Đó. Thế này chúng đại chúng thấy xuất gia có khó lắm không? Khó không? Khó, đúng không? Khó đấy chứ. Nè. Cho nên nói cho những tất cả các sư nhà mình đây á, được xuất gia, nói gì thì nói, người ta cũng nói là lũy thế chủng bồ đề, nhiều kiếp cũng có trồng cái hạt nhân lành rồi, chứ không phải đơn giản đâu. Các Phật tử mãi rồi mà tóc vẫn còn gì? Vẫn còn chưa hết, chưa thôi bay. Thầy hay nói vui là tóc chưa hết, thôi bay. Nhiều Phật tử lắm, nhưng cái nhân, cái duyên để mình xuất gia vẫn chưa đủ. Đã, chưa đủ. Cho nên cái việc xuất gia người ta nói là khó, mà nhất là hảo tâm chân chính xuất gia lại càng khó, không đơn giản. Trong kinh ấy, thì Phật dạy người mà hảo tâm xuất gia phải có năm cái đức này, năm đức thế này này. Thứ nhất ấy, là phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Đấy. Thứ hai là hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố. Thứ ba là cắt ái từ thân vô thích mà cố. Thứ tư là ủy khí thân mạng tôn sùng đạo cố. Và thứ năm là trí cầu đại thừa vị độ nhân cố. Đấy, người mà gọi là hảo tâm xuất gia, hảo tâm tức là tâm tốt lành xuất gia thì phải có năm cái yếu tố này này. Đấy. Giờ thì nói qua năm cái yếu tố này để các quý Phật tử thấy nếu mà xuất gia chân thật ấy, không phải là dễ, thật rất khó. Thứ nhất thì gọi là phát tâm xuất gia vì hoài bội đạo cố. Thì trong kinh Phật nói đấy, người phát tâm xuất gia mà chân thật xuất gia thì cũng là một việc phát tâm bồ đề, mà tâm bồ đề đâu phải đơn giản dễ phát. Và tới đây chùa mình có làm cái lễ phát tâm bồ đề, gọi là bồ đề tâm nguyện thôi, cho các Phật tử phát cái nguyện bồ đề. Như ngài Thật Hiền Đại Sư ngài nói đó, là phát được cái tâm này phải đầy đủ bốn cái tính chất gọi là chân chính đại viên. Đấy, phải phát tâm chân thật, phát tâm ngay chính, phát tâm rộng lớn và phát tâm viên tròn, viên mãn. Đấy mới là cái tâm bồ đề. Đó. Tất nhiên cũng đi xuất gia thì cũng có thể những người chưa có được cái tâm này đâu. Và vì cái lý do này, lý do kia đi xuất gia. Nhưng rồi người đó vào trong nhà đạo rồi có thể tu học, rồi giác ngộ ra rồi cũng phát được cái tâm này. Đó. Nhưng mà ngay từ ban đầu mà phát được cái tâm này thì quả thật là rất quý, rất hiếm. Rất hiếm, không đơn giản. Không đơn giản. Cho nên vẫn nói tại sao mà chư Tăng lại được xếp vào hàng Tăng Bảo. Xếp vào hàng Tăng Bảo là vì người ta thật sự là làm được việc khó làm, bỏ được cái khó bỏ. Đó. Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con, bỏ cái, bỏ anh, bỏ em. Bỏ những cái thú vui của trần tục. Không phải dễ, thưa quý vị. Đúng là không dễ. Để đi xuất gia, bỏ cái mái tóc này cũng khó, mà không phải dễ. Đấy. Bây giờ mấy cô đang tóc dài kia, thầy bảo cạo tóc đi, không cạo đâu, không dám cạo. Không cạo. Còn mấy anh thanh niên thì có thể cánh cạo. Bây giờ nó có cái mốt cạo đầu mà. Nhưng mấy cô thì chưa dám vào. Khó lắm đấy, thưa quý vị. Xuất gia rồi, vào trong nhà đạo, theo thầy học đạo, phải ăn chay, phải tu tập, thức khuya dậy sớm, đều là những việc khó, phải trì giới, khó lắm. Đấy. Cho nên ở đây, cái điều thứ nhất mà Phật dạy là cái người mà hảo tâm xuất gia là một lòng vì thiết tha với đạo, thấy đạo là cao quý, như Đức Thái tử Tất Đạt Đa hay là các vị liệt vị tổ sư, các vị Bồ Tát thế. Thấy đạo cao quý, nếu mình không xuất gia để tu hành, giữ gìn đạo thì sợ rằng đạo mai một mất. Đạo mai một mất rồi thì chúng sinh tối tăm, không biết con đường nào mà đi cả. Như vậy chúng, đó, không biết con đường mà đi. Đó. Nếu chúng ta ở đây mà không gặp Phật Pháp thì quả thật là tối tăm lắm, thưa các quý Phật tử.
cuộc đời mình chỉ loanh quanh bằng kiếm miếng cơm manh áo, thế rồi vào quan tài vùi xuống đất hết, loanh quanh mấy cái chuyện ấy thôi, nghĩ là chán đó. Nhưng mà nhờ có đạo mà chúng ta thấy cuộc đời nó có ý nghĩa rất nhiều, đáng sống, phải không? Đáng sống, rất đáng sống. À, con chú Phật tử, chú làm giám đốc một công ty, trước đây là chú sống cũng thoải mái lắm. Đấy, nhưng mà chú mà viết cái quyển giá trị cuộc đời đấy, giá trị cuộc đời đấy, chú lấy cái hiệu là chương chi đấy. Đấy, chú sống rất trác táng, rất thoải mái, ăn chơi nhậu nhẹt đủ các thứ, nhưng mà rồi chú đều thấy nó trở thành vô nghĩa hết, tiền bạc danh vọng thấy nó cũng vô nghĩa. Đến lúc rồi thì chú thấy mọi cái vô nghĩa thì chú không biết làm cách nào cả, sống như cái người mà chẳng có hồn gì cả, thấy nó vô vị. May thay là chú có duyên, chú gặp được Phật Pháp. Và lúc đấy chú bắt đầu mới thấy có ý nghĩa. Sau đó chú viết cái quyển sách này này. Chú cũng đang nói với anh thầy là còn sau khi viết xong quyển sách này, in xong rồi, đi biếu cho tất cả các nơi rồi, chú sẽ phát nguyện xuất gia, bỏ hết công danh để bị bỏ hết. Rất là hay. Lúc này chú mới thấy cuộc đời có giá trị, có ý nghĩa vô cùng. Rất là ý nghĩa. Quả thật, không gặp đạo Pháp chúng ta thấy cuộc đời vô vị lắm, vô vị lắm. À, đó. Cho nên ý, cái người mà hảo tâm xuất gia, chân thật xuất gia thì phải vì đạo, quý đạo và tôn kính đạo, thấy đạo giá trị quá, không thể để mai một được. À, cho nên đây gọi là xuất gia vì hoài bội đạo cố. Này, hoài bội đạo cố tức là thiết tha một lòng vì đạo, nhớ đạo, mến đạo. Đấy, đấy là cái tâm của người xuất gia. Đó. Rồi, cái thứ hai Phật dạy là hủy kỳ hình hảo để ứng phục, ứng pháp phục cố. Hủy kỳ hình hảo tức là hủy cái hình tướng của mình để đi xuất gia. Đấy, như các thầy các cô là phải cạo cái tóc, đấy là cái hủy hình đấy, không giống người tại gia nữa, gọi là hủy, hủy kỳ hình ảo để đi xuất gia. Đó. Đó. Cho nên khi cái bài kệ khi xuất gia gọi là hủy hình thủ chí tiết, cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thể độ nhất thiết nhân, là chỗ này. Nhưng thưa đại chúng, mà người xuất gia là hủy bỏ cái hình hài của mình đi cho nó khác hẳn người thế tục. Có cái câu chuyện là có một cái cô cung nữ rất xinh đẹp, sau đó cô gặp Phật Pháp, cô muốn đi tu. Thì vì cô rất là xinh, thì khi cô đi tu, cô đến xin các chùa thì các thầy ngại, đến các thầy ni, các thầy cũng không dám nhận vì sợ cô xinh quá, cô xuất gia rồi cũng mệt. Đi rồi là đàn ông con trai nó trêu, nó ghẹo, không chịu nhận. Mà câu chuyện này, câu chuyện rất thật ở Nhật Bản. Ở Nhật Bản. Thế là cô đi các chùa đều không được nhận đi xuất gia, mà tâm của cô thì thiết tha lắm, mong mỏi xuất gia lắm, bây giờ không biết làm thế nào. Các Phật tử biết, cô về, cô lấy cái bàn là, cô làm cho nó nóng lên. Câu chuyện này là lâu rồi, từ hồi chưa có điện, cô hơ cho nó nóng cái bàn là, sau đó cô lấy bàn là, cô là vào mặt cô, biến dạng cái mặt cô đi. Cô thấy ghê không? Quyết chí xuất gia đến như vậy. Rất xinh, cô là một cung nữ ở trong cung, xinh đẹp lắm. Đấy, cô hủy cái mặt cô như vậy, và sau đó cô xuất ra là tu hành. Và cũng thế, cũng có một cô nữ nữa, cô này thì được xuất ra rồi, nhưng mà cũng rất là xinh đẹp, cho nên đi thì cũng thường bị thanh niên ta trêu chọc là về. Cô mới lấy cái chảo dầu á, cô đun sôi lên, sau đó rồi là cô mới đổ gáo nước vào, cô úp mặt cô xuống, thế là dầu nó mới nóng như thế, nó bắn lên mặt là mặt rỗ hết tất cả. Đấy, đấy là cũng là một cái dạng hủy hình đấy thưa đại chúng. Ý chí thầy nói đấy là nữ ni đấy, mà người ta ý chí như vậy để tu hành, để bảo vệ trọn vẹn cái khí tiết của người tu. Cho nên á, xuất gia gọi là hủy hình thủ chí tiết, hủy hoại hình thể để giữ gìn chí tiết, cái tiết tháo của người tu hành. À,
nó quý lắm, quý lắm. À. Cho nên ở ngoài đời người ta nói là có thể vì bàn tay ấy, thì bỏ ngón tay, chặt ngón tay đi để giữ được lấy cái bàn tay. Nhưng mà để vì cả cánh tay thì có khi chặt bàn tay đi để giữ lấy cánh tay. Thế vì thân thể thì có khi phải chặt cả cánh tay đi để giữ lấy cái thân thể. Đấy là những cái cấp độ so sánh về cái mức độ quý. Thế nhưng mà người xuất gia tu hành thì có thể vì đạo mà hủy hoại cả thân thể, bỏ cả thân, nếu để vì đạo. Đấy. Đấy. Trong nhà Phật đã có rất nhiều câu chuyện, người ta sẵn sàng bỏ thân mạng để vì đạo. Bỏ thân mạng vì đạo. Đấy. Nghe không? Đấy. Như vậy đó. Cho nên, quả thật ý, cái việc xuất gia không phải là dễ. Nghe không? Để bảo tồn cái chí tiết người tu hành, không phải dễ. Thì ở đây, cái điều thứ hai gọi là hủy hình, để mà ứng pháp phục cố, hủy bỏ cái hình hài thế tục để mình được mặc cái y áo của người xuất gia. Mà, nhưng thưa đại chúng, cái y áo người xuất gia trông như thế nhưng đâu phải dễ mặc đâu, và không phải dễ mặc. Phải như thế nào mới được mặc chứ? Đó. Thì cái y của các thầy ấy, như các thầy đắp y đó, gọi là cái y công đức, y phước điền. Cái y đấy khi mà đắp y lên thì phải đọc bài kệ thiện tai giải thoát phục, hay là đại tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y đó, phi phụng trì giới hạnh, quảng độ chư quần mê. Cái y này là cái ruộng phước điền vô thượng, mặc vào phải giữ gìn giới hạnh, nguyện rộng độ tất cả chúng sinh mê lầm. Đấy. Đấy. Thế này chúng hủy hình, cạo bỏ mái tóc này, hủy bỏ hình hài này đi để được mặc cái y của Phật. Y Phật cũng gọi là cái y giải thoát đấy. Nếu trong luật mà nói đó, cái y của quý thầy mà những cái vị mà cao tăng chân tu đó, giữ gìn giới đức tốt đó, ai mà xin được một mẫu y đó thôi. À, thì nếu có phải ra chiến trận ấy, mà có cái mẫu y đấy ở trong người mình thì không bị hòn tên mũi đạn vướng vào thân mình. Cho nên tại sao các Phật tử hay thích xin y? Nhất là y mà trong những cái buổi lễ an vị Phật chẳng hạn, hô thần nhập tượng đó, chia nhau mỗi người mẫu, quý cái đó. Cái y đó và y của chư Tăng, những người mà tu hành có giới đức, nó có cái công lực như vậy. Thế nên trong luật nói đó, luật nói về cái công đức của cái y đó, nó rất là quan trọng, cho nên không phải dễ. Thế còn nếu mà tu hành mà không giữ giới đắp cái y đó, thì người ta gọi giống như lưới sắt quấn thân, như lưới sắt quấn thân, lưới lửa quấn thân, không phải đơn giản. Đó. Đấy, thưa đại chúng, cái thứ ba, người xuất gia, hảo tâm xuất gia là sao? Là cắt ái từ thân, vô thích mà cố. Đi xuất gia, cắt bỏ tình thân ái. Thì ai cũng đi xuất gia thì cũng phải bỏ rồi. Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con. Và rồi mới đi xuất gia được. Đó. Chứ không ai được phép đem chồng, đem con, đem vợ đến chùa mà tu cả. Nghe không? Thế là phải cắt. Cho nên gọi là cắt ái từ thân để vào trong đạo tu hành sống thực tập cái sự bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Nghe không? Thấy được chúng sinh ai ai cũng là cha, là mẹ, là thân bằng quyến thuộc của mình nhiều đời nhiều kiếp. Đó. Nhiều đời nhiều kiếp. Thì cái câu chuyện này trước đại chúng đã nghe quý thầy kể rồi đấy. Có cái sư thầy này, trong một đời mà thầy lúc biến thân làm nữ, lúc thầy làm nam. Đó. Đại chúng nghe rồi, thầy nhắc lại tí để nhớ. Và cái sư thầy này thì trước là một vị cư sĩ rất giàu có, cư sĩ nam giàu có lắm. Thì có hai đứa con trai, có một vợ và hai đứa con. Nên hôm ấy thì đi ra ngoài đường thấy ngài thầy ca chuyên riêng, thầy đi khất thực,
thấy thầy đẹp trai quá, nghe đẹp trai quá, thế bảo ước gì mà được làm vợ của thầy, nghe không? Thầy mà ở tại gia mà lấy vợ, tự nhiên lại khởi cái ý nghĩ như thế. Thế thì ông mới khởi cái ý nghĩ ước gì mà làm vợ của thầy, thì lập tức thầy là cái ông này biến thành con gái, tự nhiên biến thành con gái, này chưa? À, biến thành con gái. Thế là ông sợ quá, tự nhiên thấy mình biến thành con gái sợ quá, thế ăn nói sao bây giờ? Thế là về khăn gói quả mướp là thôi trốn khỏi nhà đi sang nước khác, bỏ vợ bỏ con đấy trốn đi sang nước khác. Đấy, anh chú ạ, sang nước khác rồi thì cũng đi lang thang rồi kiếm việc làm ăn một hồi, bây giờ thành cô gái rồi. Đây là câu chuyện có thật trong thời Đức Phật đấy, thành cô gái. Thế thì đi làm đi ăn rồi thì cuối cùng cũng là quen cái một cái ông thương gia này, cuối cùng lấy ông thương gia này làm vợ ông thương gia. Thế này chú, làm vợ ông thương gia thì ở một thời gian với ông thì lại cũng có hai đứa con, cũng lại đẻ con. Thế này chúng thấy là buồn cười không? Thế gì, nhưng mà đẻ hai đứa con rồi thì ông ở nước đấy, nhưng mà ông vẫn cứ hoài cố về cái nước mình, nhớ về vợ với hai đứa con xưa, cũng mong ngóng mãi chả thấy ai ở cái nước ấy sang đây để hỏi xem tin tức ở quê nhà thế nào. À, thế thì một bữa thì ông đi làm, tức là cô ấy đi làm, thì lại thấy Ngài Ca Chiên Diên, hôm là Ngài sang cái nước này, Ngài giáo hóa, Ngài đi trên đường. Thế là cô ta mới chạy ra, quỳ xin được cúng dường Ngài và mới bạch với Ngài thật, sám hối Ngài. Con chính là người ở cái nước bên đấy, bạch Ngài là con có cái tội mà bây giờ con phải lưu lạc sang đây. Thế Ngài bảo, có gì nói đi. Nó bảo, con nói là con cũng rất xấu hổ, nhưng mà không, Ngài bảo cứ mạnh dạn đi, đối với ta không có gì, Ngài bạch thì sám hối. Thế bảo, con bạch Ngài, con sám hối. Con vốn không phải là thân nữ thế này, trước đây con là nam tử, con đã có một vợ, hai con ở thành phố bên đấy đó. Thế rồi một hôm con thấy Ngài đi khất thực, con thấy Ngài đẹp quá, con khởi ý nghĩ bất thiện, con lại bảo ước gì mà được làm vợ của Ngài. Thế liền con khởi, thế con liền thành con gái, thưa Ngài. Và rồi tụi con xấu hổ, con phải trốn biệt quê hương sang đây. Và con lấy chồng, con lại có hai đứa con rồi. Bây giờ con rất là khổ, nó khổ tâm á. Giờ con không biết làm thế nào, Ngài chỉ dạy cho con. Thế Ngài bảo, tôi thì lúc mà ngươi khởi tâm niệm, ta cũng không để ý. Khởi cái tâm mà bây giờ thì thôi ngươi thành tâm, ngươi sám hối đi. Thế là ông thành tâm sám hối. Sám hối xong thì ông lại thấy ông thành con trai, cô lại thành con trai. Đại chúng đấy, lỗi tôi câu chuyện. Thành con trai. Thế thì ông lại càng bối rối. Và bây giờ thì thôi, nó giờ răng giờ đèn thế này, không làm thế nào được. Thôi về nhà rồi lại khăn gói, rồi tạm biệt cái ông chồng đấy. Rồi tạm biệt các con, mà thôi giờ còn mỗi cách duy nhất là cạo tóc đi tu thôi. Chứ cái cuộc đời cái kiểu thế này, không biết nam hay nữ thế này, ông cũng chán. Thế là ông xin Ngài, thôi cho con đi xuất gia. Thế thì Ngài Ca Chiên Diên cho đi xuất gia. Ông đi tu thì ông tu rất tốt, rất tinh tấn. Thế lúc ông mới tu thì các huynh sư đệ cứ hỏi, thế tôi hỏi thật ông nhé, thế ông đã từng làm cha rồi ông lại từng làm mẹ nữa. Thế tôi hỏi ông thì ông thương những cái đứa con lúc ông làm cha hơn hay là ông thương những đứa con lúc ông làm mẹ? Đã. Thế thì ông bảo, nói thật với các thầy, bây giờ thì tôi nói thật, tôi thương cái mấy đứa con mà tôi làm mẹ đấy, lúc tôi đẻ ra chúng nó đó, tôi thương nó hơn, cái tình cảm nó vẫn sâu nặng hơn hai cái đứa con mà lúc tôi làm bố. Đấy, ông nói rất thật. Thế sau khi ông tu một hồi rồi ông chứng quả A-la-hán, chứng quả A-la-hán, thì huynh đệ cũng lại đến chơi, đến hỏi thăm. Thế hỏi ông, bây giờ thế thì bây giờ đối với các con ông thì ông thương đứa nào hơn? Thế ông bảo, bây giờ thì đều thương như nhau. Những đứa con lúc làm bố, những đứa con những lúc làm mẹ giờ cũng thương như nhau hết, không thương đứa nào hơn cả.
Thế thì các thầy, các sư bảo ông này là thế, như vậy là nói không đúng sự thật, lúc thế này, lúc thế kia. Hay là lại kéo lên bạch Phật, bảo cái sư thầy này, thầy nói liên thuyên, lúc thì bảo thương thế này, lúc lại bảo không, lại như nhau. Thế là tiền hậu bất nhất, lên bạch Phật. Thế Phật cho gọi hết tất cả đến Phật bảo, điều đó là sự thật. Vì đệ tử của ta bây giờ chứng quả A-la-hán thì tâm không phân biệt. Cho nên là không phân biệt là con lúc mình đẻ ra hay con lúc mình làm cha, đều tình thương như nhau, đấy là lẽ thật, không có nói dối. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, qua câu chuyện này chúng ta thấy người tu cắt ái từ thân vào đạo tu hành phải đi đến cái chỗ bình đẳng, không còn thân sơ nữa, nghe không? Bình đẳng. Đấy. Thấy tất cả chúng sinh đều là thân quyến của mình, đời này, đời trước, vô số đời trước để mình tu tập. Đấy. Và cái lẽ này cũng rất thật đấy. Ai đi tu một thời gian mà ứng dụng Pháp một thời gian là sẽ thấy thế à? Sẽ thấy thế đấy. À. Tự nhiên cái tình riêng của mình ấy nó nhạt dần. Thưa đại chúng, cái tình riêng của mình nó nhạt dần. Nhưng không phải nó nhạt, tức là mình không có tình cảm với ai cả, không phải thế. Nghe? Nhưng mà nó không như cái lúc ban đầu. Ở đây thầy tin mấy chú sư bác lúc mới xuất gia này nhớ bố nhớ mẹ khủng khiếp. À, thương bố thương mẹ khủng khiếp lắm. Nhớ. À. Nghe? Nhưng dần tu dần rồi thì cái đấy nó nhẹ dần, cái ái ấy nó nhẹ dần, nghe không? Nó bớt dần đi. Cái thương nhớ đấy là cái ái đó, chứ không có gì lạ cả. Một thời gian rồi nó nhẹ dần. Đó. Rồi dần dần mình cũng thấy nó bình đẳng, bình đẳng. Đó, thì cái đó khó lắm chứ thưa đại chúng, đâu phải dễ đâu. Vào. Cái tình riêng này không phải dễ, vào. Không phải dễ mà để cho nó bình đẳng ra được đâu. Đấy, cho nên cái người xuất gia cắt ái từ thân vào vô thích mạc cố là cái chỗ này rất là khó. Rồi cái thứ tư, ủy khí thân mạng tôn sùng đạo cố. Người xuất gia sẵn sàng vào xả bỏ thân mạng để vì đạo. Đã. Chúng ta xem trong lịch sử Phật giáo thì rất nhiều các vị liệt vị chư tổ vì đạo xả thân, mà xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần là thế đó. Đã. Ở Việt Nam mình, ở Sài Gòn thì có Hòa Thượng Thích Quảng Đức đấy, rồi một số các sư nữa vì Phật Pháp sẵn sàng đốt thân để Phật cầu Phật Pháp được trường tồn. Đã. Sẵn sàng, rất nhiều cái tấm gương đó. Đã. Wow. Thì người xuất gia phải có cái trí này, sẵn sàng xả thân để vì đạo Pháp. Sẵn sàng, phải có ý chí như thế mới được. Chứ còn xuất gia mà không có cái ý chí đó thì người này không có lập trường, không thể tu hành được. Người này như vậy là không có quý đạo, không vì đạo. Đó. Đất nước chúng ta trải qua nhiều năm tháng chiến tranh, có rất nhiều các vị cao tăng sẵn sàng vì đạo mà gian khổ làm tất cả mọi việc, cực khổ vô cùng. Có những giai đoạn mà đạo cũng thế, bị chèn ép rất nhiều. Có chứ không phải không? Và, lúc ấy người ta chưa hiểu, rất là khổ, không phải như bây giờ đâu. Thế lúc ấy các thầy, các sư là rất khổ khi hành đạo, rất vất vả. Còn phải làm, phải đi, phải giống như đi lén ấy chứ. À, kể cả Phật tử nhiều lúc, cái thời đó đi đến chùa cũng khó. Nhất là cán bộ đi chùa mà cầm thẻ hương là cả vấn đề. Đã. Bây giờ chúng ta giờ mới được thoải mái đó. À, rất tự do hành đạo. Thế nhưng mà những cái năm tháng nó như thế. Cái đấy là cái quy luật thôi. Nhưng mà vẫn có những con người xả thân vì đạo, vì đạo. Cho nên ở đây Phật dạy, cái người chân thật xuất gia, hảo tâm xuất gia phải sẵn sàng vì đạo bỏ thân. Sẵn sàng vì đạo bỏ thân. Đấy. Sẵn sàng vì đạo bỏ thân. Đấy. Hòa Thượng Thích Quảng Đức cũng thế. Hòa Thượng xin được tự thiêu để bảo vệ đạo, vì đạo. À. Mà trước đó là cũng có rất nhiều người chắc là nghĩ Hòa Thượng không dám làm việc ấy. Đấy. Vào.
mà về sau Hòa Thượng có viết cái di chúc mới thấy được cái ý chí của Ngài. Hay chúng ta thấy như là Trung Quốc có Đồng Huyền Trang đó, đi thỉnh kinh, cái cuộc thỉnh kinh vô cùng gian khổ. Đấy, trong cái phần ký sự của các ngài, chúng ta thấy nói những cái lúc mà các ngài đi qua những cái sa mạc nó khủng khiếp đấy. Chúng ta xem Tây Du Ký, nhưng mà Tây Du Ký thì thấy thế thôi, nhưng còn ngài lúc ấy là có nhiều khi chỉ một thân một mình giữa một cái sa mạc hoang vu, thế chúng ta thấy rất là đáng sợ. Có khi 3-4 ngày không được uống một ngụm nước, môi nứt nẻ hết, toàn thân nó giống như nứt nẻ hết. Đấy. Tối thì hớp bằng xương, tối thì hớp xương để sống. Đấy, mà quyết chí đi thỉnh kinh bằng được. Phải nói. Cho nên ở Ấn Độ đấy là người ta xây hẳn một cái nhà bảo tàng của Huyền Trang. Đấy, các phái đoàn đi Ấn Độ được đến rồi đó. Bảo tàng của Ngài Huyền Trang ở đó. Phải nói đây là một cái cuộc đi thỉnh kinh vô tiền khoáng hậu. Không có ai mà làm nổi việc này thật. Rất là khủng khiếp, nhưng mà ý chí. Đấy, những người như thế làm nên cái đạo lớn. Thứ năm là người xuất gia chí cầu đại thừa vì độ nhân cố. Người hảo tâm xuất gia phải vì cầu đại thừa Phật Pháp để mà cứu độ tất cả chúng sinh. Cứu độ tất cả chúng sinh. Nghe không? Chứ không phải xuất gia với cái tâm nhỏ hẹp. Đó. Mình đi xuất gia làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho tất cả mọi người. Đấy, vì tất cả chúng sinh. Đó. Đó. Cho nên khi Thái Minh phát cái tâm Bồ Đề, tự nhiên mình thấy mình có một cái trách nhiệm, có một cái gì đó gắn liền với tất cả mọi người. Khi mà quý Thầy phát tâm Bồ Đề, thấy có một cái cảm giác như vậy. Mình có gì đấy gắn liền với tất cả mọi người. Lạ vậy đó. Đó. Lạ như vậy. Thế cho nên cái người chân thật xuất gia phải có cái tâm này. Chứ không phải đi xuất gia để giải thoát riêng cho mình. Mà không phải giải thoát riêng mình, còn nghĩ đến bao nhiêu người cũng tối tăm như mình, cũng đang trong cái cơn mê lầm. Và làm sao để cho mình giác ngộ rồi giúp cho mọi người cùng giác ngộ. Đặt cái mục tiêu đó. Đấy, cho nên đây gọi là chí cầu đại thừa. Đấy, trong các cái bài mà sám văn chúng ta đấy, chúng ta nói là mình xuất gia, mình tu hành không phải vì gì phát nguyện, không phải vì cầu gì sinh làm người làm trời, phải không? Bất vì gì cầu nhân thiên phúc báo, cho đến thanh văn duyên giác Bồ Tát quyền thừa mình cũng không cầu, mà chỉ duy y cầu tối thượng thừa, nguyện cho tất cả chúng sinh đồng nhất thời đắc A Lốc Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đấy, cái bài nguyện sám văn hàng ngày chúng ta cũng từng tụng bài đó đấy. Con tu hành, con phát nguyện, con hồi hướng không phải vì một cái việc để cho con được sung sướng riêng đâu. Không phải để tu để kiếp sau con làm vua làm chúa, không phải thế. Hay là sinh lên trời ở với mấy cô tiên, không phải thế. Mà tu là để thành vô thượng Bồ Đề, để làm cho tất cả chúng sinh đồng thoát khổ, đồng chứng quả vô thượng. Đấy, cái nguyện của người xuất gia mà phải có cái nguyện này được thì mới giá trị. Thì kính thưa đại chúng, cho nên ý, Ngài Xá Lợi Phất nói với cái ông du sĩ này, xuất gia này hiền giả là điều khó làm trong pháp luật này. Quả thật nếu xuất gia mà hào tâm như vậy là khó lắm thưa đại chúng, không phải đơn giản đâu. Nghèo. Cho nên Thầy cũng rất mong là chùa mình bây giờ khánh thành rồi, tới đây sẽ xuất hiện nhiều vị hào tâm xuất gia như thế. Nghèo, chân thật hào tâm xuất gia như vậy. Tất nhiên Thầy vẫn độ một số các vị lớn tuổi gọi là xuất gia để gieo duyên, có cái chủng nhân xuất gia. Nhưng còn Thầy mong làm sao là có những vị tuổi trẻ, thanh niên, trí thức tuổi trẻ xuất gia. Thật sự vì đạo, thật sự xả thân, thật sự có lý tưởng. Lý tưởng thật sự, đây là cái lý tưởng của mình. Xả thân phụng đạo thật sự. Đấy, Thầy rất mong mỏi cái điều đó. Làm sao trong đạo tràng mình đây sẽ xuất hiện
những con người như vậy, gánh vác Phật Pháp. Nghe không? Gánh vác Phật Pháp. Đó. Rồi, ông ấy này hỏi, thế bây giờ đã xuất gia rồi thì cái gì là khó? Thì Ngài Xá Lợi Phất đáp rằng, người đã xuất gia rồi thì hoan hỷ là khó. Thưa đại chúng, xuất gia rồi, vào trong đạo rồi, sống trong đạo mà hoan hỷ được là khó. Nghe không? Như lúc nãy Thầy nói đấy, nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật gia hiện, tám niên Phật thăng thiên. Xuất gia vài ba tháng đầu, tâm rất là sung mãn, cái gì cũng làm được. Thầy mắng, thầy đánh, thầy chửi, huynh đệ giết móc rồi dèm pha, nhẫn được hết. Nghe không? Nên rồi 5 tháng, 7 tháng bắt đầu cái là hết, không nhẫn được, không vui được nữa, bắt đầu buồn, bắt đầu chán. Đấy, cho nên đây Ngài Xá Lợi Phất này nói là xuất gia rồi á, hoan hỷ ở trong đạo là khó, vui vẻ ở trong đạo hoan hỷ, nghe không? Là khó, nhẫn chịu tất cả, nhẫn chịu được ở trong đạo vui vẻ, quả thật là khó đấy đại chúng. Thầy không biết thế nào, nhưng mà từ ngày mà Thầy đi xuất gia chưa có một cái ý niệm bao giờ thối tâm hoàn tục, không có. Mặc dù có nhiều cái khó khăn, nhiều chướng ngại, không có, không có. Nhưng bây giờ người xuất gia bây giờ thì khó khăn một chút thì có thể thoái tâm, chướng ngại chút là thoái tâm, và thầy không chiều chút có khi là thoái tâm. Đấy, đấy, cái tâm bây giờ yếu, yếu lắm. Có khi thầy mắng vài câu là đã muốn đi chùa khác rồi. Cái chuyện đó xảy ra. Cho nên bây giờ cái tâm người tu bây giờ nó có yếu hơn ngày xưa nhiều đấy. Đấy. Thế thầy có một thầy sư đệ, thầy Thánh Nghiêm, con giai một đi tu mà bố mẹ coi như là vừa cạo tóc xong một ngày hôm sau vào bắt về nhốt ở trong nhà, nhốt là thầy tuyệt thực luôn. Có mỗi con trai một nối dõi tông đường, cả dòng họ luôn đấy. Thế thấy ông tuyệt thực, cuối cùng là phải chịu rồi, tuyệt thực cho mười mấy ngày liền, cuối cùng là thôi thế, thôi đành lại phải cho đi tu thôi. Đấy, thưa đại chúng, rất là kiên quyết, không có cái ý niệm thoái chuyển. Nhận chân được cái giá trị của đạo rồi, mình nhất tâm mình phụng sự đạo. Đó, nhất tâm phụng sự đạo, hoan hỷ. Nghe không? Ở đây Thầy nói để cho đại chúng, kể cả các sư xuất gia đấy, cái tâm chúng ta thường là thế, xuất gia ở một nơi rồi thì hay nhòm ngó chỗ này chỗ kia, nghe bảo ở đây thầy mình khó tính, ví dụ thế, hay ở một cảnh này lâu ngày chán rồi muốn đi cảnh khác. Đấy, cái tâm nó không bền, không kiên trí, không kiên trí, người ta gọi là đứng núi này trông núi nọ. Đó, chưa thấy được, học ở thầy người ta gọi là chưa thấm tương trao gì cả, nó cứ lang bang. Chùa mình cũng có một số các vị sư như thế rồi đó, đi mang lang bang rất khổ, chẳng đâu cả, chẳng đâu với đâu cả, không ai lo cho cái việc tu hành của đời mình. Đó, rất là dài, rất là khổ. Mà thầy thì thầy cũng rất thoải mái thôi, đủ duyên thì ở, không đủ duyên thì đi, không duyên đi, không đủ duyên đi. Đó, cho nên để xuất gia, Phật Ngài Xá Lợi Phất nói đấy, xuất gia rồi á mà vui hoan hỷ trong đạo là khó. À, như vậy người này phải trau rửa sân tâm mình rất nhiều. Đó, phải cố gắng. Mà Thầy nói đã gọi là vào đường tu mà. Tu mà không gian khổ, không chướng ngại thì sao gọi là tu? Xuất gia mà cứ dễ như đi du lịch ý, thì Thầy nói là ai mà không tu được? Xuất gia phải có chướng ngại, mà mình đâu biết, nhiều khi là Phật Bồ Tát thử thách mình nữa. Tại sao mình hiền, mình ngoan thế này mà huynh đệ người ta cứ làm khó khăn mình, phải không? Thầy cứ dạy mình đây, thế thì mình biết à, phải thử thách chứ, thử thách xem đạo tâm mình thế nào, mình có hiền thật, ngoan thật hay không, phải không? Đây,
hay là có mặt thầy nhà, thấy mặt thầy thì thấy hiền, thấy ngoan, thầy đi vắng cái thì hết hiền, hết ngoan. Đấy. Có thầy ở nhà thì chăm chỉ tu hành, thầy đi vắng cái là trốn đi chơi. Đấy là cái tâm thật hay tâm dối ở chỗ đó. À, đại chúng nó nhiều cái lắm. Cho nên cái chỗ này này này, để xem mình có thật tâm tu đạo, có thật tâm hành đạo không. Đấy. Đã xác định tu là phải chấp nhận tất cả chướng ngại. Đấy. À, đây đại chúng thấy cái câu chuyện của cô Thị Kính đấy, vào chùa gian khổ như thế, vào bị oan bị ức như thế, mà thầy dạy như thế nào là nghe. Vào. À. Đến khi mà cô Thị Mầu cô vu oan cho rồi, vào có chửa rồi, cũng phải chịu. Nên thầy nói dù oan dù nhẫn chẳng oan thì thôi con cũng cứ nhịn đi. Một sự nhịn là chín sự lành. Rồi đến lúc cô bế con đến cô giả cho thầy đây, thầy cũng nhận. Thế sư phụ bảo thôi, thế con nuôi con đi thôi. Rồi nhưng mà ra ngoài tam quan mở, không được ở trong chùa. Thầy cũng vâng lời thầy ra tam quan, ở mái ngoài tam quan ở, ngày ngày đi xin sữa nuôi con. Vẫn một lòng rất kính thầy, không trái lời thầy dạy. Đấy, như vậy đó, đại chúng. Chúng ta xét ra mình làm người đệ tử có được cái tâm như thế không? Thành kính với thầy thế không? Đó, không đơn giản. Được một cái tâm kính như cô Thị Kính ấy, thầy nói thế nào cũng thành đạo, thế nào cũng đắc đạo, không cần tu gì nhiều. Đó. Cho nên tại sao đặt cô là tiểu kính tâm? Chú tiểu phải biết kính, phải có cái tâm cung kính. Đầu tiên là ai? Là kính thầy mình đó. Đấy. Vào chùa trước hết là thầy là cái người kính, kính Phật, kính thầy. Đấy. Cho nên trong về cái luật của người xuất gia đầu tiên ấy, cái oai nghi đầu tiên của người xuất gia là kính đại sa môn, tức là kính các cái bậc thầy lớn. Đấy. Phải học cái phép ấy đã, phải biết hầu thầy, thực tập các cái phép ấy. Không hầu thầy thì sao mình chả biết cái gì cả, ngây ngây ngô không biết gì cả. Đó. Ở ngoài mình thì các cụ gọi là không có chân làm tiểu, đi tu mà không có chân làm tiểu, ngông ngang ngông nghênh. Chân ở chùa thì thầy phải cắt các sư bác, các sư chú này luân phiên làm thị giả cho thầy để được cái đức, được cái phúc làm hầu thầy, không phải đơn giản đó. Nay phải đổi bác này, mai đổi bác kia để cho các bác thực tập. Không thực tập các bác không có cái đức hầu thầy, không biết cung kính là gì. Mà không biết cung kính thì cái tâm ngã mạn nó sẽ lên. Cái tâm ngã mạn nổi lên rồi lúc nào rồi xem thầy không ra cái gì nữa. Lúc ý là lúc mình đổ đấy. Lúc ý là mình đổ vỡ đấy, là mình đổ ngã luôn đấy. Nguy hiểm lắm. Cho nên từ những ngày đầu thầy nói đấy, đầu tiên phải học cái phép cung kính. Đó. Cho nên ở trong đạo mà hoan hỷ được là khó, thưa đại chúng. Rồi, ông lại hỏi nữa, thế giờ cái người đã hoan hỷ rồi thì ở trong đạo cái gì là khó? Thì Ngài Xá Lợi Phất nói rằng thực hành pháp, thực hành đúng pháp và tùy pháp là khó. Ở trong đạo rồi, chịu đựng được trong đạo rồi, bây giờ thực hành pháp, ứng dụng pháp tu hành và tùy theo pháp. Nghe không? Sống tùy pháp. À, chứ không phải tùy theo mình nữa, lúc này tùy theo pháp. À, nghe không? Đấy, cái này là khó lắm đấy, thưa đại chúng. Và nếu mà người mà sống được như vậy á, thì cái quả chứng kẻ quả A-la-hán không phải là khó, không phải là khó, vẫn đạt được, không phải là lâu nữa cơ. Đấy, Ngài nói rất rõ thế, thưa đại chúng. Một người xuất gia mà thực hành được đầy đủ những cái này thì cái quả chứng A-la-hán không phải là khó, không phải khó. Kính thưa đại chúng.